Trời đang sấm, chuẩn bị mưa. Thì em sẽ quay nhanh chỗ bác nhà mình thôi nhá. Đấy, xe lên rất là nhiều đồ chơi. Các bác nhìn trên video hình ảnh các bác cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Đây nhá, cái vị trí này là vị trí đèn này. Khi mở cửa ra là những vị trí nó sẽ sáng các bác nhá. Cái bàn đèn nó sẽ sáng để báo hiệu cho người đi đường, không gây ra cái vấn đề tai nạn đúng không ạ? Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem, mời các bác cùng cảm nhận. Máy của xe đấy ạ. Máy của xe rất là sáng đẹp nhá. Tiếng mở máy cho các bác xem. Đây. Chỗ này trang bị có một túi khí nữa này. Đấy, một túi khí nữa đây này các bạn này. Đấy, túi khí nữa đây nhá. Màn hình này là màn hình soi cho cái bánh đằng trước. Đấy. Gọi là lắp thêm, đấy là lắp thêm. Có khóa khiển nữa luôn rồi. Đấy. Bên em thì rất là nhiều những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với cái đồng tiền từ trên dưới 100 cho tới dưới 1 tỷ đồng nhá. Đấy, rất là nhiều loại. Bây giờ đợt này thì có rất là nhiều loại với tầm tiền 400-500-600 triệu, rất là nhiều. Các bác đang quan tâm thì mời các bác qua là 166 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Bên em thì tầm khoảng chục hơn chục ngày nữa sẽ chuyển ra địa điểm bên ngoài, đường to hơn và mặt bằng sẽ đẹp hơn. Đây chính là đường Trường Chinh các bác nhá. Các bác nghe mình đợt tới qua Trường Chinh xem xe các bác nhá. Đấy, vâng. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về chiếc xe Camry này để cho các bác cảm nhận nhá. Đây keo chỉ của xe đấy ạ. Keo chỉ của xe thì mình hoàn toàn yên tâm, bên em kiểm tra rồi là không mất phần nào cả nhá, keo chỉ còn nguyên. Nội thất táp ly táp lô của xe vẫn là nguyên xịn theo xe. Và đây các bác nhìn cho em này. Đấy, rất là căng này. Một chiếc xe mà còn được đẹp như này là sẽ không có nhiều, cho nên là mình đang tìm đến một chiếc xe mang thương hiệu Toyota với tầm tiền hơn 200. Thì chiếc xe này là quá là ok và quá là mỹ mãn tuyệt vời. Các bác xem cho em những cái vị trí ở đây đúng không ạ? Đấy. Của nó rất là đẹp luôn. Sàn của xe thì bọc da rồi. Ở vị trí này được bóp lốc rồi các bác nhé. Và những vị trí lòng trong cánh cửa của xe là hoàn toàn vẫn là sơn zin. Những con bu lông bản đề cánh cửa của xe là vẫn còn nguyên vẹn, chưa tháo vặn các bác nhé. Một chiếc xe đẹp như thế này và giá tiền thì chỉ có hơn 200 triệu thôi. Và cụ thể giá các bác nhìn ở tiêu đề cho em hoặc là phần mô tả cho em. Em sẽ ghi ở phần tiêu đề hoặc phần mô tả để cho các mình nhìn sẽ rõ hơn các bác nhá. Các bác ở trên Facebook thì hãy nhấn theo dõi và vào trong trang để xem tiếp tục những cái chiếc xe khác bên em báo giá rõ ràng luôn ở trên trang rồi đấy ạ. Đây ghế này, một bộ ghế được chủ xe lên một bộ rất là đẹp đây. Hàng xịn các bác nhá. Chất liệu này không ít tiền đâu ạ. Và cái phần táp lô thì cũng đã được may một cái thảm 6D. Đây mở lên cho các bác xem này. Ở phần trong rất đẹp nhá. Đây, rất đẹp luôn. Điều hòa lạnh sâu, lạnh buốt luôn. Tất cả cái cửa gió này này. Dòng xe Camry thì điều hòa nó lạnh cực kỳ luôn. Bác nào mà đã từng đi thì các bác cái mình ngồi trên các bác biết đúng không ạ. Đây khóa khiển cũng rất đầy đủ nhá. Có tượng Phật này. Đây củ số em quay lại một chút nữa. Vị trí da này da xịn đây. Và củ số này không mòn này các bác này. Đấy, những cái vân nổi lên trên này còn rất là cao này. Đấy, đúng không ạ? Chỗ này hộp đồ nhá. Hộp đồ to rộng đây. Và những cái vị trí phím bấm ở khu vực hệ thống điều hòa đây các bác xem nó cũng không bị làm sao cả, không bị mòn đúng không ạ? Không bị mòn. Đặc biệt là vô lăng. Vô lăng thì vừa rồi em cũng quay rồi, quay lại cho bác mình xem thêm này. Các bác nhà mình mua về là mình không phải làm gì trên chiếc xe này nữa đâu. Đấy, cơ bản là đẹp và toàn diện hết rồi. Đẹp toàn diện rồi các bác nhá. Đây, mép cánh cửa đây. Đây, gioăng cửa nữa nhá. Gioăng cửa cũng là gioăng xịn và cũng không bị rách, không bị không bị lướt luôn. Những cái móc chốt khóa của xe là không bị han gì này. Đấy, không bị han gì này. Đấy. Ở vị trí ở dưới đây thì chủ xe trước là cũng lắp thêm một cái đèn dưới gầm này. Đèn dưới gầm đây nhá. Đây, cái này nó tuột xuống thì các bác nhà mình dán lên đây này. Đấy. Dán lên để cho nó đỡ bị chứ đạp chân vào sợ nó bị rách mất, nó bị hỏng mất đúng không ạ? Đây hàng ghế đằng sau đây.
khoảng cách giữa cái hàng ghế trên và ghế dưới của xe đây các bác thấy đây, rất là rộng đúng không ạ? Ngồi không bị vướng các bác nhá. Những cái vị trí cột thì chủ xe trước cũng đã được lên một cái lì cột rất là đẹp, kể cả như lì ở dưới nữa này. Trang bị có hai loa phía dưới và có rèm che nắng, rèm che nắng màu đen đây các bác nhá. Đây, mình khi nắng mình dùng mình kéo lên. Đây, trần này, chiếc xe lên một bộ trần với lại một bộ lì cột nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Chỗ này là đèn và hộp để đồ, các bác nhìn mình để kính nhá. Đấy, các bác cùng cảm nhận về chất lượng của mẫu xe này cho em. Trong đợt dịch bệnh này mà các bác nhìn mình đến mà đôi khi là khó khăn, gặp những cái khó khăn về vấn đề là đường xá, rồi đôi khi là các bác cũng ngại đi lại nữa, thì lần này bên em có chương trình hỗ trợ giao xe, mang xe, chuyển xe tới tận nơi, mang xe tới tận nhà cho các bác để các bác nhà mình xem nhá. Xem xong mình ưng thì mình lấy, không ưng thì bên em lại đánh về. Đây là một cách tạo điều kiện cho các bác nhà mình trong cái đợt mùa dịch Covid này. Tiếng quay bên ngoài sau nhá, bây giờ quay nội thất trước đi. Đấy, tất cả những cái viền cánh cửa này các bác xem này. Đây, mép cánh cửa luôn nhá. Xe nào cũng vậy, em quay rất là kỹ như thế này. Các bác ở xa cho nên là mình luôn luôn muốn xem những cái vị trí cần thiết được kỹ hơn đúng không ạ? Sơn xịn của xe đấy các bác nhá. Đấy, sơn xịn. Và nước sơn của xe nó rất là lì. Cái tôn vỏ này nó kêu long cong nhá. Dòng xe này thì về thân vỏ các bác yên tâm rồi. Tôn vỏ dòng này nó rất là dày dặn, rất là cứng các bác nhá, rất là cứng và rất là dày dặn. Cho nên là khi mình lái đấy ạ, thì bao giờ nó cũng cảm giác nó sẽ đầm hơn, chắc hơn so với lại những cái mẫu xe thân vỏ mỏng. Thân vỏ mỏng thì các bác như là Vios chẳng hạn, chạy nó kiểu cảm giác cũng bay bay xe đúng không ạ? Âm thanh nghe rất là hay. Và những cái vị trí tay mở cửa này các bác này, đấy, đẹp chưa? Đây, chỗ này có loa check nhá. Những cái vít, những cái đinh nhựa ở phần này nó vẫn còn nguyên này. Đây, tiếp theo móc chốt khóa của xe nó không bị han gì đây. Lòng trong này rất là bóng đẹp. 2003 đến bây giờ mà được như thế này thì phải gọi là tuyệt vời đúng không ạ? Dòng này thì rất là bền rồi. Dòng này thì bền vô đối rồi. Để mà nói thì sẽ rất ít có những cái con xe với tầm tiền này và với phân khúc này mà được bền bằng dòng xe Camry đúng không ạ? Đây, tắp đôi nhá, bằng chất liệu da các bác nhá, da xịn đấy ạ. Đây, phần đồng hồ này, tắp đôi đây. À, trời sắp mưa rồi cho nên em sẽ quay nhanh nhanh một chút. Đấy, có thấy đây, trời đang mặc cơn, gió rất là to. Rồi bây giờ thì em mời các bác xem phần bên ngoài nhá. Phần bên ngoài của xe thì cũng được ốp lốc này, rồi cái vị trí phần trong đây này dán ở trong đó để cho đỡ bị xước khi các bác nhà mình thò tay vào mở, móc tay thò vào hay bị xước đúng không ạ? Đây lốp đây nhá, lốp cũng khá dày đấy ạ. Na răng đúc của xe đây, không bị xước này. Đây, nước sơn đẹp lắm đấy các bác. Lóc này. Đấy, kính bọc dán xung quanh hết xung quanh rồi các bác nhá. Và kính của xe nó còn không bị xước đây. Đấy, nhiều con là bị xước dọc rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà con này của em là không bị xước. Nước sơn thì còn là soi được gương luôn. Đấy, soi được gương luôn này. Rất bóng đẹp. Thân vỏ căng. Tất cả khe mép xe thì nó rất là khít. Đấy, quay lại một lần nữa cho các bác xem gần chi tiết hơn nhá. Đây, mặt nạ ga lăng của xe này không có hiện tượng bị gãy vỡ hay bị xước đúng không ạ? Chiếc xe này có biển 11 tên tư nhân các bác nhá. Bên em có hỗ trợ giúp hồ sơ và sang tên đổi biển cho các bác bất cứ đâu trên toàn đất nước Việt Nam mình.
kể cả như là trong miền Nam nhá. Đợt này bên em bán ở trong miền Nam cũng rất là nhiều ạ. Các bác trong miền Nam thì hoàn toàn yên tâm, bên em cho lên xe lồng đấy, vận chuyển ra. Khi nhận xe, các bác kiểm tra xe. Kiểm tra xong thì lúc đấy các bác nhà mình thấy chiếc xe đúng như bên em tả thì các bác lấy các bác nhá. Đây cặp đèn pha này em kết, rất là kết cặp đèn pha và cặp đèn hậu đằng sau. Như là những cái chiếc xe đời cao đúng không ạ? Đây lốp là răng nữa đây ạ. Dòng lốp Michelin các bác nhá. Lốp này mình chạy nó không có tiếng ồn. Đấy, thật là cũng đẹp. Các bác mình quan tâm đến chiếc xe này của bên em thì mình alo sớm với bên em theo hai số điện thoại chính mà em vẫn sử dụng để chốt các bác nhá. Hai số là 0938586307 này hoặc 0389000555. Hai số hotline bên em các bác nhá. Zalo bên em dùng theo hai số đó luôn. Mình hãy alo sớm để được sở hữu mẫu xe đẹp này với mức tiền hợp lý. Tất nhiên là sẽ hợp lý với chất lượng của chiếc xe đúng không ạ? Lốp đây. Đây là răng đây. Tiện đây thì em sẽ quay gầm luôn nhá. Đây, cú lốp của xe là vẫn còn nguyên này. Đây, phần khu vực trong đây là không bị han gì đâu. Đây gầm sàn đẹp chưa? Đúng không ạ? Rất sáng. Phía sau đây được trang bị có cam lùi và có cảm biến lùi. Đây cảm biến lùi đây nhá. Cam lùi đây. Cốp sau xe thì cực kỳ là rộng. Mẫu xe này dài xít xít 5 mét đấy ạ. Đèn hậu. Đây, có thế này, đèn hậu rất là mới này. Logo biểu tượng xe còn nguyên. Đây, nước sơn rất đẹp đây. Các bác có xe đổi nhá thì các bác cứ mang đến đây, mang đến cửa hàng bên em hoặc các bác alo bên em để bên em mang xe của em đến đổi cho các bác. Hoặc là các bác nhà mình có xe bán thì cũng vậy nhá, các bác mang đến hoặc là em đến tận nơi em mua cho. Làm sao cân đối hợp lý cho các bác thôi. Đây gầm sàn đấy ạ. Vị trí này đi thì đất cát bụi lên đúng không ạ? Đây gầm đây. Bây giờ đến động cơ cho các bác xem luôn nhá. Động cơ đẹp lắm. Đây, em mở cho xem. Máy 2.4, thiết kế là 4 xi lanh, 4 máy thôi. 4 buji. Máy lổ cực êm. Máy lổ rất là êm luôn. Rồi, trước tiên thì quay cho các bác xem cabo đã. Và đây là phần khoang máy nhá. Khoang máy của xe đây có thế này. Da máy xe rất là sáng luôn. Đây. Cái phần củ máy, cái phần hơi của nó là chưa làm các bác nhá. Chỉ sơ sơ thôi, chứ còn thì cái phần củ máy của xe là vẫn còn. Đấy, máy đây. Máy đại chất luôn. Bên em cũng đã test và cho kiểm tra kỹ về động cơ, hộp số cũng như là gầm bệ rồi. Lái thì rất là nhẹ, phanh ăn côn nhẹ các bác nhá. Số vào rất là nhẹ nữa. Chiếc xe Camry 2003 đăng ký 2004 này em cũng đã giới thiệu và quay xong cho các bác mình xem biết thông tin rồi. Các bác cần thêm thông tin đấy, cần thêm thông tin như là hình ảnh, như là video thì các bác mình kết nối Zalo nhá để bên em gửi chi tiết cho các bác. Về vấn đề sang tên đổi chủ bên em hỗ trợ rồi. Về vấn đề vận chuyển nữa là bên em cũng sẽ vận chuyển cho các bác nhà mình bất cứ tỉnh thành nào nhá. Miền Bắc thì có thể là giao trong ngày đến ngày hôm sau. Miền Nam thì các bác nhận cho em tầm khoảng 3 đến 4 ngày à, tầm khoảng đấy. Bây giờ là dịch bệnh này bên em vẫn cho xe vào bình thường nhá. Nhưng ngày hôm nay là cũng giao cho một anh ở trong miền Nam một chiếc xe Kia Forte màu trắng mà cách đấy bữa em quay lên đấy ạ. Anh ấy nhận xe xong mà anh nhắn tin cho bên em, anh phản hồi bảo là xe rất đẹp em ạ, đúng như bên em tả. Đấy, lần sau anh lại ủng hộ em tiếp. Anh ấy nói được câu như vậy mà em mắt hết gà lòng, hết gà ruột. Phải nói như vậy. Họ
Dù sao thì cũng cảm ơn các bác rất là nhiều ở trên toàn quốc đã quan tâm và ủng hộ đến kênh của bên em, đến cửa hàng bên em. Và bên em cũng sẽ không ngừng nhập về những chiếc xe đẹp để phục vụ các bác nhà mình. Rồi, chiếc xe này em quay xong rồi nhá. Các bác nhà mình yêu thích nó thì mình chắc nhanh tay và nhấc máy alo gọi điện đến bên em để được chốt sớm mẫu xe này. Video này em xin được kết thúc và xin được hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau.